họng nó phải đi vô qua cái hiền đó. Hả? Tôi chừng nó miếng tôm nó không hợp cao quá đủ. Mấy không hợp? Chạy không thấy mọi người, sung lắm mọi người ơi, thấy gì còn vẫn còn sung sức lắm đó kìa, mà thấy không, đi chạy cờ cờ luôn, chạy chút rồi gom nó sung quá trời vô sung mà à, nó sung quá trời sung luôn rồi mọi người coi. Khi mà mọi người xem video của mình, mọi người đánh giá coi ai là người làm khỏe nhất nha. Đây gà chiến đây. Ừ. Gà chiến này là dắt lúa chạy không đó. Quay mình có được tiền gì không? Dạ có à. Cũng không có đủ nó quay rồi. Hết pin mất ông. Quá ái gọn rồi, bắt đầu đấu gió đài cho ông này cũng quay lên luôn. Đủ mà coi vỏ karate của đội chắc lúa. Thấy gắt nhỏ con mà gắt là khỏe. Không phải chuyện đơn giản đâu nha. Quay xe luôn. Ông này không chạy gì trên trời, đụng mà đá người ta quay mà không chịu chạy. Không, mọi người làm việc tuy mệt nhọc nhưng mà anh em vẫn rất là vui vẻ, cho nó qua đi cơn mệt nhọc. Chạy rồi coi chung lên dơ nón rồi lên coi. 900 bao anh. Mọi người thấy không, kinh khủng không? 900 bao lúa. Nó đang có 2 người dắt mà 900 bao mà 1 phút 30 giây đó. À đây là tầm khoảng 20 hơn 20 người. Ba coi cây xăng. Ngã năm. À. Đâu ông quay ông chủ cây xăng ở ngã năm ơi. Lâu. Đây đây. Nói ba coi cây xăng hả năm. Lại ra ba coi đó. Anh là chủ lúa hả anh? Chủ lúa mình chủ cây xăng luôn. Anh chủ. Ông lên ấy rồi ông nói tên ba coi chủ lúa chủ cây xăng hả năm luôn. À cho mọi người gặp chủ lúa. Ủa anh? Đất mình năm nay đỡ không anh? Trong tầm khoảng 25 bao. À 25 bao khoảng tấn mấy anh? À tấn 2 mấy hả? À. Mọi người thấy không? Vụ này vụ đông xuân là hôm nay đất của bà con nông dân mình cũng rất là trúng. Một công tầm khoảng 25 bao. Công tầm khoảng tấn 2 đổ lên á. Công 2 tấn mấy hả? Đây, anh em đang chờ tài đây. À. Mọi người thấy không? Làm việc tuy có hơi vất vả và nặng nhọc nhưng mà anh em rất là vui. Dắt bò lúa thì hư thai luôn hả? Hư
thằng giác 40 bao rồi đó. Cái người giác 40 bao rồi đó. Trời, trời, tự tự đi, muốn đi chào tôi đi nó mà chỗ đâu đó. Chỗ này đầy vậy đó. Tấn đi té cho đại quay không Tấn? Té đủ xin chân nước sáng cho đại quay đây. Nó quậy xong. Bé hùng nó chết ngừng luôn chứ đừng. Cái quậy gì có chết mà chết đâu. Ủa, ông té là mẹ giác té là nổi nước là này có này là cái lục không quay 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 lại cưỡng cái anh đẹp trai nổi khăn á hoàng hoàng cờ quá không à, hoàng phải cờ rồi rồi quay dưới đất tôi quay dưới đất quay dưới đất quay mọi người thấy không anh em rất là vui vẻ ai cũng vậy hết à. Tuy trời rất nắng buổi chiều nhưng mà tiếng cười nói của anh em rất là vui. Để mình xin chú ghe xuống ghe mình quay cho em nha anh em nha. Đây, mọi người xem đây. Đây là ghe lúa. Thiệt mình lên đây mình đứng mình cũng dò cản nó cũng run lắm á tại vì chưa có quen. Hồi nãy đi xuống cái miếng ván này không là cũng muốn té rồi đó. Nói chi là anh em vác rất là cực khổ. Tối đang đầu đoàn đấy ơi, vậy vậy đi. Đây ghe đây. Đây còn rất là nhiều. Mà trên kia lúa nó cũng còn rất là nhiều. Mà xiết mà được để cậu cho lưng nó đi chứ đòn không cũng ghê đó. Mày dắt cái lúa đẹp lúa này. Không các bạn thấy không anh này nhỏ nhỏ nhưng mà rất là khỏe rất là khỏe đấy nha mọi người. Mình qua khía cạnh này mình quay cho mọi người coi cho nó dễ, còn ngay kia thì có nó vướng cái cây tràm khó quay quá. Đó. Mọi người thấy không? Đó, anh em lên xuống liên tục. Mà thật sự ra là cái miếng ván này rất là khó đi. Hồi nãy mình đã đi rồi. Nó cả nhúng, cả nhúng, cả nhúng đi không quen, không được. Anh em làm cười nói vui vẻ lúc nào cũng có tiếng cười và tiếng nói, lâu lâu thì cũng có những tiếng cãi vã nhưng mà anh em cãi vã cũng vui thôi chứ không có chuyện gì. Mọi người thấy không, mình đã tuốt ở dưới ghe dưới đây mà trên kia nói chuyện rất là nhiều, anh em rất là vui. Ồ tính ra lúa thì cũng nhiều thiệt nhưng mà anh em dắt nãy giờ đánh cũng hơi bị nhiều rồi đó. Giờ tới ngủ gheo
Sông nước miền Tây. Đi các bạn thấy không? Đi cũng có kỹ thuật mà đi. Dáng không có nhịp không? Nếu như chúng ta mà đi không quen nó nhịp nhịp thế nào là cũng bay xuống sông. Thấy nhanh gọn lẹ không mọi người? Đó, gà chiến đó mọi người. Đó. Gà gum. Gà chiến áo xanh. Đó. Rất là sung. Hồi nãy là mình quay không có xuống ra được, thì bây giờ mình xuống mình quay cho các bạn xem, quay vòng vòng khu vực quê miền Tây ha. Lục bình hơi bị nhiều nha, thì lộ thì hai bên cũng đều có hết rồi. Mọi người xem đây, mọi người xem. Cảnh vật hữu tình. Bây giờ là sông này là làm việc mệt mỏi quá, bay xuống tắm cái cho nó mát luôn. Đây. Mọi người thấy không? Cũng ra lúa luôn, nhưng mà loại này ra gỗ. Này là ra sắt. Cho mọi người xem một vòng. Đấy là công đoàn mảnh lúa đó. Công đoàn mảnh lúa. Đây gà chiến tới đây mọi người. Đó, chạy kìa. Mọi người có thấy không? Đó, thấy sung ghê chưa? Đợt này nổi tiếng luôn gom ơi. Đây mọi người, bây giờ anh em giác từ bây giờ. Ủa nãy giờ khoảng được nhiêu rồi Dương Út? Mấy tấn rồi Dương Út? Nãy giờ 10 tấn hả? Nãy giờ anh em giác từ nãy giờ là 200 bao khoảng 10. Khoảng 10 tấn nghe mọi người. Bây giờ anh em ngồi nghỉ mệt một chút xíu. Đây anh em ngồi, dạ anh em ngồi dễ lau chút xíu làm việc tiếp. 50 tấn mà từ nãy giờ mới có 10 tấn, hết một cây. Con ơi, còn khoảng 40 tấn hả Dưỡng? 40 tấn nữa nghe mọi người. Đây anh em ngồi nghỉ mệt đây. Em ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi đó thì chúng ta sẽ chiến thôi. Bây giờ